tiếng Nga tại nhà vườn Khánh Võ. Đây, cái nhỏ nhỏ đang trong bầu, thân cũng to hơn ngón tay cái người lớn một chút xíu. Đấy. Cái này thì cây này ở trên chậu nhỏ này các bạn không nên để nhiều trái quá, để chừng tầm mười mấy hai chục trái thôi, còn về trồng ra chậu lớn thì nó sẽ nhiều hơn. Này lựu đỏ ngay các bạn, cái này chưa chín nha, khi chín nó rất là bự và nó rất là mọng nước nha các bạn. Tím rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt, nhưng mà ăn cũng rất là ngọt, nên trồng trong khuôn viên nhà một vài cây này để lấy quả sạch ăn nha các bạn. Đây. Cái cây này nè, như các bạn nè, mình đã vào cái bầu vải này rất là lâu rồi. Cái đồng trong này nó có một lớp bầu vải nè, ngoài là trồng nhựa nè. Vinh đi đâu cũng không phải sợ vấn đề vận chuyển. Lựu Nga tại nhà vườn Khánh Võ nha các bạn. Liên hệ đặt hàng qua 0962347777.